Chào các bạn, mình là Nghĩa. Và trong cái video này thì mình sẽ nói về cái cách để có thể chúng ta sử dụng nâng cấp VidIQ của mình. Thì đối với trường hợp các bạn sử dụng một số bạn làm YouTube thì chúng ta có thể đã rất là quen và thậm chí là biết rất là rõ về cái VidIQ này rồi, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái việc là phân tích từ khóa, phân tích về xu hướng và rất là nhiều cái tác dụng khác, cũng như là các quốc gia. Tuy nhiên đây là cái công cụ, cái gói cơ bản thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ hỗ trợ cách để có thể tải và cài đặt cái gói nâng cao cho tài khoản của mình luôn. Thì bây giờ các bạn có thể là làm theo cách của mình ha. Thì đầu tiên các bạn tải rắc này về, tải về máy của mình, sau đó các bạn giải nén. Thì đối với trường hợp máy của mình thì mình đã tải về rồi. Và khi giải nén xong rồi thì các bạn copy cái này, copy nó, và sau đó thì các bạn vào ổ C. Tiếp đến chúng ta vào user và tên của máy chủ của mình, tên máy chủ. Và đối với máy của mình thì mình đã mở lên rồi, nó sẽ hiện cái app data này. Còn nếu như máy của bạn chưa có cái app data trong cái mục này á, thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ nhấn vào đây, mình nhấn vào đây và chọn view. Các bạn máy mình nó sẽ ở trên này, mình sẽ chọn xuống đây là sau file. Đồng thời hai cái dấu này thì mình có thể bỏ tích của nó đi, bỏ tích đi, sau đó mình nhấn OK thì nó sẽ hiện ra cái app data này cho mình. Hiện ra app data rồi, các bạn nhấn vào app data, sau đó nhấn vào local và tiếp tục. Thì mình muốn cài cái bản rắc này lên cái trình duyệt nào của mình thì mình chọn cái mục đó. Ví dụ như mình thường sử dụng trên Chrome thì mình sẽ chọn cái mục của Google Chrome này, Google Chrome User Data rồi. Và mục này thì mình chọn là default, mặc định ha. Rồi tiếp tục đến mục này thì mình sẽ chọn là attention ở đây, attention rồi. Và sau đó đến mục này mình sẽ chọn ở pack và những ký tự phía sau đây, chọn vào thì nó sẽ có một bảng. Nhưng mà mình sẽ paste ở đây, paste vào rồi sau đó mình nhấn vào thì nó sẽ ra cái đường link đầy đủ. Thì đã có đường link đầy đủ rồi thì mình copy toàn bộ cái đường link này, rồi sau đó mình ra Chrome, ra trình duyệt Chrome của mình chọn công cụ khác, sau đó vào tiện ích mở rộng và mình tiếp tục chọn tải tiện ích đã bung. Và ở đây thì mình sẽ bỏ cái đường link, sau đó mình nhấn OK. Kế số này ha, thì nó đã cập nhật cho mình rồi nè, đã cập nhật ở dưới đây cho mình cái đường link mà mình mới bỏ vào. Và bây giờ nó đã cài được rồi thì mình có thể thử. Ví dụ như bây giờ mình tìm từ khóa thì nó sẽ cho ra cái gợi ý cho mình là đầu tiên là những cái video nào ở trên mục, rồi nó cho mình thêm tất cả những cái thẻ tab liên quan, ra cái gợi ý trực tiếp cho mình, có thể copy trực tiếp ở đây luôn cũng được. Và rồi là kế tiếp thì nó cho mình cũng cái xếp hạng, cũng cái từ khóa, mức độ tìm kiếm và những từ khóa liên quan. Đồng thời nó cho cả 10 cái video nằm trong top đề xuất để mình có thể là tìm kiếm hoặc là lấy gợi ý, hoặc là mình có thể là định hướng cái cách làm cho mình. Đây, cả 10 video này sẽ được show ra để mình có thể lựa chọn và tìm. Đó là một số cái tính năng nâng cao đối với cái VidIQ. Đây là bản nâng cao hơn so với cái bản vừa rồi. Và nếu như bạn cảm thấy có ích và mình có thể hỗ trợ cho mình thì cũng có thể là subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những video tiếp theo, hoặc là ủng hộ mình, hoặc là nếu có ý kiến thắc mắc, có vấn đề là cần cùng nhau trao đổi thì bạn cũng có thể là bình luận ở bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp vào Facebook của mình. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì nó cũng đã khuya rồi, mình làm gần 2 giờ sáng nên là không thể nào nói to được. Nếu như các bạn nghe không rõ có thể là đeo tai phone vào nghe lại giùm mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.